Thay đổi phong thủy có thể giúp bạn phát tài. Phong thủy là từ trường, trường là năng lượng tốt thì thu hút nguồn năng lượng cùng tần số là điều không thể nghĩ bàn. Việc có phát tài hay không còn phải xem số mệnh, phước đức, nghiệp đã tạo trước kia của mỗi người. Nhà Nho cho rằng mệnh là do trời ban, đã do trời ban hay đấng quyền thế nào ban thì không thể thay đổi. Giáo lý nhà Phật cho rằng mệnh là do nghiệp, nhân quả thông ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đã do nghiệp thì có thể chuyển nghiệp, tu 10 nghiệp lành chuyển họa thành phúc, làm 10 nghiệp ác sẽ tổn phước thêm họa. Vì vậy, phong thủy dù có quan trọng, phong thủy có thể thay đổi từ trường nơi ta sinh sống, nhưng không thể thay đổi nghiệp quả của ta đã tạo trước kia. Trồng đậu có đậu, trồng dưa có dưa là lẽ thường của sự sống. Người trí biết như thế, tu sửa ba nghiệp thân, miệng, ý, lại dùng phong thủy làm phương tiện, chắc chắn cuộc sống sẽ được an ổn, công danh tốt đẹp. Phong thủy là từ trường, phong thủy có thể giúp bạn may mắn và phát tài. Bạn chịu tin và làm theo là được. Nếu bạn chịu khó, có thể tự tìm hiểu, ứng dụng theo. Biết bao nhiêu bài viết và video Cải Toàn đã chia sẻ. Đã biết bao người làm theo được may mắn, tự những vị ấy đã thành tựu. Bài viết và video Cải Toàn đã chia sẻ rất chân thành. Không kêu gọi phải xem, không kêu gọi tham gia hội nhóm, không kêu gọi phải mua vật phẩm. Thậm chí bạn có thể tự tìm sách đọc và ứng dụng. Ứng dụng theo phong thủy mệnh lý chỉ tốt cho bản thân. Ứng dụng phong thủy cho ngôi nhà giúp cả gia đạo thêm sinh khí, gia đạo an ổn. Tâm ý của bạn chính là phong thủy. Ý thiện thì gặp người thiện. Ngày ngày gần yêu ma sẽ trở thành yêu ma. Ngày ngày nghĩ tưởng Bồ Tát sẽ trở thành Bồ Tát. Ngày ngày tham sân si sẽ gặp người tương ưng. Bạn muốn nhà mình có phong thủy như thế nào? Bạn muốn mình là người ra sao đều do bạn chọn. Chọn pháp lành hay pháp dữ do bạn quyết định. Một vị gia chủ, chủ một doanh nghiệp hơn 400 nhân sự, cả trong và ngoài nước đã chia sẻ. Anh tin vào phong thủy, tin vào số mệnh, tin vào thiên địa quỷ thần. Đồng thời cũng tin vào con người có thể thay đổi được số mệnh qua cách sống. Quen biết lâu nay, Khải Toàn chưa từng nhận thấy bất kỳ hành động, lời nói, suy nghĩ nào của anh mang tính tiêu cực. Anh là một người tràn đầy nhựa sống, lòng nhiệt thành. Chính tư duy cầu tiến, loại bỏ tất cả những tiêu cực sang một bên, anh đã tạo cho mình nguồn năng lượng thuần khiết. Từ nhà ở đến công ty, những người anh gặp có cùng tần số, luôn tích cực, đó chính là phong thủy tốt. Khi đến nhà xem phong thủy cho anh, Khải Toàn nói, nhà anh tuy quẻ nhà ở bậc trung, nhưng có nguồn năng lượng thuần khiết, không cần phải chỉnh sửa gì nhiều, vì chính tâm tánh thiện lành của những người sống trong nhà đã tái tạo năng lượng lành, đã tự tạo phong thủy tốt cho mảnh đất. Ứng với câu, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Ứng dụng tốt phong thủy có thể giúp bạn phát tài, nhưng cần chính bạn tin vào điều đó. Phong thủy mệnh lý hay phong thủy địa lý, từ cơ bản đến phức tạp, có thể học vài tháng và có thể mất cả đời. Mất vài tháng hay mất cả đời nghiên cứu. Một số nước châu Á nổi tiếng ứng dụng phong thủy như Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, với nhiều câu chuyện ly kỳ về phong thủy. Những nước phương Tây, họ ứng dụng khí hậu, ánh sáng, công nghệ, thời tiết, đó chính là phong thủy. Vì môi trường tốt, hài hòa, con người sống an ổn là điều kiện tuyệt vời. Hiểu một cách hạn hẹp thì phong thủy là môi trường hài hòa, giúp người và tự nhiên hài hòa cùng cộng hưởng. Hiểu một cách sâu rộng hơn, phong thủy không chỉ là môi trường, còn bao gồm tâm tánh hành vi của mỗi người. Thầy phong thủy giỏi có thể thay đổi phong thủy nhà bạn thêm sinh khí, nhưng không thể thay đổi nghiệp lực chính bạn. Chỉ có mỗi người tự tu dưỡng để chuyển hóa nghiệp, không ai có thể làm giúp được. Phong thủy có thể giúp bạn phát tài, nhưng cũng có thể rước họa. Họa nương vào phước, trong phước ẩn tàng họa. Một người trẻ tuổi kinh doanh thành đạt, anh ta vốn giỏi và dùng nhiều phương tiện trong sự nghiệp,
phong thủy là một phương tiện ấy. Đã bao lần nhờ thầy gỡ những họa sắp tới, được lần 1, lần 2, lần 3 nhưng không được mãi. Họa tích tụ qua 3 lần thì họa đó rất lớn. Lần thứ 4, vị thầy ấy bắt người nhà làm theo những việc khá kỳ lạ và cam kết chắc chắn không việc gì xảy ra. Một thời gian ngắn sau, chính quyền đến hỏi thăm, tài sản bị tịch thu, không như mong đợi của người nhà. Phong thủy có thể giúp bạn phát tài nhưng cũng có thể rước họa, vì khi được tài lộc, tâm bị mê mờ. Một lần được phước thì muốn lần hai, lần ba, sống trong phước lại không biết phước. Vì không biết phước nên không tạo phước, không dưỡng phước, thế thì tai họa đã ẩn bên trong phước ấy bao nhiêu lâu. Đời này không có gì là chắc chắn, chỉ có cái chết là chắc chắn. Phong thủy có thể giúp bạn phát tài nhưng cần điều kiện. Điều kiện là bạn phải hiểu phong thủy là từ trường, là năng lượng, là bao gồm tâm tánh hành vi của mỗi người. Hiểu phong thủy không phải là bản năng. Điều kiện tiếp theo là chính bạn phải có niềm tin. Tin nhân, tin quả, tin mình, tin người, tin lý, tin sự. Có như thế bạn mới có cơ hội dùng phong thủy tốt hơn. Hiểu phong thủy là gì? Có 6 niềm tin ấy. Dù dùng phong thủy cơ bản, bạn vẫn có cơ hội gặt hái thành công nhất định. Phong thủy tốt cơ bản là tìm ngũ hành mệnh khuyết của sinh thần bát tự, giúp cân bằng từ trường cho chính bản thân thông qua lựa chọn màu sắc vật dụng nơi chốn. Phong thủy tốt cơ bản về nhà cửa là nơi sống sạch sẽ, gọn gàng, ánh sáng đủ, không mùi hôi và cả không tiếng ồn. Và quan trọng, không thể thiếu sự cảm thông, những tiếng cười trong gia đạo. Đạt được những điều cơ bản ấy, bạn hãy nghĩ đến phong thủy chuyên sâu, chấn nhà, hóa sát, pháp khí, kích tài. Tử vi số mệnh, bát tự tứ trụ có thể đoán vận mệnh một người. Có phước, tài lộc, thọ mạng, trí tuệ, tài năng, đường tình cảm, đường con cái như thế nào đều có thể thấy trong sinh thần bát tự. Tuy nhiên, sau 20 tuổi, phước đức có thể tăng, có thể giảm. Sự tăng giảm này do chính mỗi người thay đổi. Giả dụ chúng ta trồng 2 cây cam cùng hạt giống, cùng chủng loại, trên cùng một mảnh đất. Trong 3 năm, từ nhân đến quả, một cây luôn được chăm sóc tươi tốt, phân bón, tưới nước đầy đủ ánh nắng. Một cây còn lại do khuất trong mái che, thiếu ánh nắng, ít được chăm sóc, ít được tưới nước. Sau 3 năm, sự sinh trưởng hai cây hoàn toàn khác nhau. Con người cũng như thế, từ nhân thành quả là một quá trình. Trong quá trình ấy, mỗi người tự kết duyên lành, tự làm lành tránh dữ, hậu vận mai sau là quả lành từ nhân lành trong quá khứ. Đó chính là cách cải tạo vận mệnh, ví như câu chuyện trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Phong thủy nhà cửa hay phong thủy mệnh lý có thể giúp bạn may mắn hanh thông hơn, nếu bạn chịu tin và trong tâm luôn khởi niệm thiện. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem cuộc sống đời này. Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại. Đừng xem tử vi bát tự chỉ vì muốn biết tương lai. Tương lai hoàn toàn có thể thay đổi bởi một ý niệm, bởi một sát na ở hiện tại. Một niệm ác tạo nhân ác, một ý thiện tạo nhân thiện. Người thành công không chỉ ở số mệnh của họ vốn có phước. Người thành công không đặt nhiều tâm tư của mình vào tương lai. Họ chú trọng vào hành động ở hiện tại, khát khao vươn lên, ham học hỏi, khi thất bại không than trời trách người. Vì vậy, xem phong thủy ví như đến bác sĩ. Bác sĩ khám được bệnh, cho phương thuốc, hướng dẫn cách dùng thuốc. Thầy phong thủy hay vị bác sĩ giỏi, tìm được bệnh nhưng không thể cứu được thọ mạng của mỗi người. Thọ mạng, phước đức là do nghiệp. Đã do nghiệp thì có thể tự mình tu, tự mình chuyển, không ai có thể chuyển giúp. Tóm lại, phong thủy có thể giúp bạn phát tài. Điều kiện là bạn biết dùng. Điều kiện là mệnh bạn có tài khố. Mệnh bạn không có tài khố, dù có làm chuyện phi pháp cũng không có tài. Mệnh không có tài khố, Phật Bồ Tát không thể giúp, phong thủy càng không tác dụng. Con đường duy nhất để có tài lộc chính là tu tập và bố thí.
tu pháp thập thiện, mở lòng bố thí, từ vai đông và bằng cả tấm lòng. Trước tiên đừng vội tin những lời này, hãy tự tìm hiểu xem mệnh của mình có tài khố hay không, xem mệnh của mình phát tài vào giai đoạn nào, có hoặc không có. Sau đó hãy tập bố thí. Mình tin dấn thân vào tu pháp thập thiện, tự mình trồng nhân thiện. Sau 3, 5, 7 năm, khi bạn có được công phu, kết quả là câu trả lời tin hay không tin. Càng bố thí là càng được nhiều. Phong thủy có thể giúp bạn phát tài nhưng cần điều kiện và có giới hạn, không viên mãn. Tu pháp bố thí không chỉ giúp bạn phát tài, bạn tự tích công lũy đức, phước báo viên mãn. Dù bạn dùng phương tiện gì để phát tài, dùng phong thủy cầu thần làm phước bố thí, không thể thiếu pháp tu thiền định. Công phu thiền định giúp bạn tùy thuận hoàn cảnh, giúp bạn không mê lầm khi sống trong phước, giúp bạn kiệm phước. Công phu thiền định là bước đầu giúp bạn tìm lại chính mình, tìm chân tâm để hướng về phương Tây cực lạc. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.